Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, kiến thức và giải trí xin gửi đến quý vị và các bạn chân dung các thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện nay. Một, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương sinh ngày 12 tháng 2 năm 1966, quê quán xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông là một sĩ quan cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng. Hiện là Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ông từng là Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. 2. Thượng tướng Lê Huy Vịnh. Thượng tướng Lê Huy Vịnh sinh ngày 9 tháng 1 năm 1966, quê quán quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, là một sĩ quan cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng. Ông hiện giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương. 3. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến sinh năm 1961 tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, là một tướng lĩnh cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng. Ông hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, phụ trách công tác đối ngoại, biên giới. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương. 4. Thượng tướng Phạm Hoài Nam. Thượng tướng Phạm Hoài Nam sinh năm 1967 tại xã Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là một sĩ quan cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng. Hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, phụ trách công tác biển đảo, công nghiệp quốc phòng. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương. 5. Thượng tướng Võ Minh Lương. Thượng tướng Võ Minh Lương sinh ngày 16 tháng 5 năm 1963 tại xã Bảo Ninh, huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, là một thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông hiện giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương. 6. Thượng tướng Vũ Hải Sản. Thượng tướng Vũ Hải Sản sinh ngày 12 tháng 5 năm 1961, quê quán xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là một sĩ quan cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng. Ông hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Trên đây, kiến thức và giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn chân dung 6 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.